Kính thưa quý vị, một học sinh ở Ohio đưa bà cố đi tham dự dạ hội cuối khóa tên từ Rockford, Ohio. Mới đây, một cậu học sinh ở Ohio đã khiến nhiều người bất ngờ khi tham dự dạ hội cuối khóa cùng với bà cố của mình, một người phụ nữ năm nay đã 89 tuổi. Austin Dennison đã đưa ra quyết định nói trên khi biết được rằng bà cố của cậu chưa từng một lần được tham gia dạ vũ hội trung học. Theo bà Dolores cho biết, khi còn trẻ, bà đã phải bỏ lỡ dạ hội vì không có đủ tiền để tham dự. Tại buổi lễ nói trên, bà Dolores và Austin đã cùng nhảy theo một ca khúc mà chồng của bà từng yêu thích. Theo Dolores cho biết, bà đã cảm thấy rất vui khi được gặp gỡ và trò chuyện cùng với bạn bè của cậu cháu trai. Mọi người rất ngạc nhiên và thích thú vì sự có mặt của bà cố. Sau khi buổi lễ kết thúc, bà Dolores đã về nhà sớm và không tham gia bữa tiệc tiếp theo vì sức khỏe không cho phép.